I'm sick of lying here all alone and nearly sleepless at night. I'm honest, it's boring. 1,000,000 demons surrounding me, picking a fight, it's toxic. You were the best I ever had, but every second you were screwing me over, and now I'm done with it. I guess that there was no surprise, deleting you out of my mind. It's a night iconic, standing on the front line, steady going forward without knowing the direction. I need to be honest, it was for the better. Now every day is perfect for a lifetime celebration. Times, the good days, but good wasn't the only perspective of all the days that we had. We lost it. You were the best I ever had, but every second you were screwing me over, and now I'm done with it. I guess that there was no surprise, deleting you out of my mind. It's a night iconic, standing on the front, going forward without knowing the direction. I need to be honest, it was for the better. Now every day is perfect for a life. The sun is coming up, are you ready to go? We can take a ride, we can take it slow. Your will is my law, I'ma let you be the boss, 'cause I'll go where you go. I'll take you to a place, we can see it all. Step off the edge, I can break your fall. Your will is my law, I'ma let you be the boss, 'cause I'll go where you go. When you fall down, I'll get you back up again. The things you try are things that you won't regret. We are kings of the world, and tonight is our playground. We are kings of the world, and anywhere it's homebound. We are kings of the world. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Vậy thì bây giờ là có một thành viên nữ. Câu hỏi cuối cùng, bây giờ câu hỏi cuối cùng cho team số 3 nè. Team số 3 sẽ có 1 phút chạy về bên kia, đội một thành viên nữ lên. Wow. Yeah. Wow, có rồi. Khởi động nhẹ như sau. Rồi sau đó chúng ta sẽ bắt đầu chương trình dành giải thưởng cho buổi chiều ngày hôm nay. Và ban tổ chức chúng tôi hồi nãy có thông báo rằng là giải thưởng lên đến gần 150 triệu đồng lần các anh chị. Giải thưởng rất cao cho buổi chiều ngày hôm nay nha. Rồi, tất cả anh chị nào đến. Và bây giờ cho chúng tôi hỏi một điều như thế này. Tất cả các team của chúng ta hiện nay có bao nhiêu thành viên ở trong team? Xin mời tất cả anh chị hãy kiểm tra quân số của mình. Đi một đứa nha. Em số 3 10 số 4 là bao nhiêu ạ? 11 đúng không ạ? Tem số 3 10, tem số 2 8. Trời ơi, trời ơi vậy. Và xin chào mừng các bạn tham gia cùng ban tổ chức chúng tôi được thành công. Hai cánh tay đặt lên vai, đội nào không đặt lên vai thì trừ điểm. Ai không đặt lên vai là bị trừ điểm. Và bây giờ mình bóp là mình còn bóp đi nào, bóp mà lên. Đội nào không bóp thì trừ điểm. Mình bóp là mình còn đúng. Chúng ta lên nào, yeah. Đúng đi nào, mình bóp xong rồi thì mình sẽ đấm mà lên nào, đấm mà lên nào. Đấm xong rồi thì mình sẽ xoa và mình còn chích đi nào, chích mạnh lên. Và bây giờ ngay cánh tay xuống lưng người phía trước, xuống lưng người phía trước, đặt hai tay lên lưng người phía trước, mình đấm là mình cần đấm là mình cần nhéo cái em. Và bây giờ đằng sau quay. Bóp mạnh lên. Xoa cái eo là xoa cái eo. Xoa mạnh lên. Nhéo cái eo là nhéo cái eo. Nhéo mạnh lên. Và bây giờ đằng sau quay. Ngồi phía trước, ngồi lên đùi, ngồi phía sau, trong tư thế như vậy. Ngồi phía sau. Ngồi Kính thưa tất cả anh chị, một buổi điệu con gà, không biết có thành viên nào biết là bộ điệu này chưa? Biết kể bộ điệu này chưa? Anh chị thân mến, bộ điệu này chúng tôi sẽ làm trước cho tất cả anh chị 4 động tác cơ bản đầu tiên. Động tác thứ nhất, xin mời tất cả anh chị hai tay thẳng hàng và hàng thẳng. Hai tay đưa về phía trước nha. Động tác đầu tiên, ban tổ chức sẽ tập cho chị vừa bóp vừa nhúng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Động tác thứ hai, hai tay kẹp nách con gà nè, kẹp nách con gà. Nghe nhàng đâu? Chưa? Ok. Rồi, nhớ vô cho nào. Wow. Trở lại hàng, tiếp tục một lần thứ hai. Ok, chuẩn bị. Ok, nhảy vô chân, nhảy vô chân. Lần cuối cùng, lần cuối cùng, về hàng, lần cuối cùng. Hai tay quỳ phía trước. Ok, cảm ơn tất cả anh chị, một tràng pháo tay dành cho tất cả.